Switch PoE Tenda có 4 chế độ hoạt động. CCTV cổng 1 đến cổng 8 hỗ trợ WiFi, đảm bảo giữ điện thoại và video quan trọng được truyền đi với chế độ ưu tiên hàng đầu. Cache của các cổng uplink cũng được tối ưu hóa. Nếu switch được kết nối với một số IP camera, chế độ này được khuyến khích để hoạt động để đảm bảo cho camera hoạt động mượt mà. Chế độ standard, tất cả các cổng có thể giao tiếp được với nhau. Trong chế độ này, switch có thể được sử dụng như là một switch unmanaged thông thường, VLAN. Cổng 1 đến cổng 16 có thể tách biệt hoàn toàn với nhau, nhưng tất cả chúng có thể giao tiếp được với cổng uplink. Nếu có nhiều SFP1 kết nối với switch, chế độ này được khuyến nghị để cô lập các DHCP server và giảm protect spawn bảo mạng cho mạng. Chế độ extend, từ cổng 1 đến cổng 8, tốc độ sẽ giảm xuống 10 m, nhưng chúng có thể truyền tải dữ liệu lên đến 250 m. Chế độ này được khuyến nghị nếu chúng ta sử dụng các mạng dài hơn 100 m để kết nối camera IP về đến switch.